Kìa, không phải. Hôm nay em sẽ xả sạch kho cho các chị yêu luôn nha. Chơi Tết Trung Thu nha các chị ơi. Đồng giá 19k hết nè. Nên các chị nhanh tay chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ để em mua đồng mì giá 19k nha. Hôm nay em sẽ sạch sàn xanh. Chỉ có 19k thôi nha. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ để bắt đầu mua đầm với giá là 19k nha các chị yêu ơi. Hôm nay em sẽ xả sạch sàn xanh luôn để chơi Tết Trung Thu với các chị yêu nha. Đông đông người coi em sẽ bắt đầu xả nha các chị ơi. Đông đông người coi em sẽ bắt đầu xả nha. Mọi người đang xem live stream thì chấm cho em đi ạ. Chấm giúp em, chia sẻ lên các hội nhóm giúp em nha. Để em bắt đầu xả với giá là 19k. Tất cả các mặt hàng hôm nay em xả với giá là 19k cho các chị yêu nha. Nên mọi người đang xem live stream thì chia sẻ live stream nhiệt tình giúp em nha. Đông đông người coi em sẽ bắt đầu xả nha. Đông người coi em sẽ bắt đầu xả cho các chị yêu luôn ạ. Chia sẻ mạnh tay các chị ơi, chia sẻ mạnh tay các chị ơi. Chia sẻ mạnh tay, đông đông người coi em sẽ bắt đầu xả cho các chị yêu luôn nha. Thấy em không? Rồi em thấy chị nha. Nịnh thị tính nè, em thấy nha. Rồi từ từ nha các chị yêu ơi, để cho đông đông người xem được bắt đầu xả nha. Đông đông người xem là em sẽ bắt đầu xả nè. Chia sẻ đi các chị, chia sẻ đi vào đông đông người xem sẽ bắt đầu xả luôn nha. Đợi một xíu nữa thôi nha. Hôm nay em sẽ xả tất tần tật với giá là 19k này. Nên các chị nhanh tay chốt giúp em. Bắt đầu đi. Hả? Chờ đông chắc người ta ra hết. Dạ rồi, ok chị nha. Bây giờ em sẽ bắt đầu xả với giá là 19k nè. Bắt đầu xả đồng với giá 19k các chị. Chốt cho em đơn hàng 100.000 để em ship cho các chị nha. 100.000 để em ship nha các chị ơi. Rồi, bây giờ em sẽ xả cái đầm đầu tiên với giá là 19k nè. Một cái đầm màu vàng phối voi nha. Bao nhiêu cân? 53 cân đổ là mặt đẹp nha. 53 cân đổ là mặt đẹp. Chị nào lấy mẫu này chốt cho em mã 359 giúp em nha. Mã 359 nè. Rồi em chào chị Giang Ngọc Giang Trinh nha. Ai lấy cái mẫu này chốt cho em mã 359. Chị ơi có váy nào cho người mập 60kg không? 60kg à? 60kg ít lắm nha chị yêu ơi. 60kg ít lắm nha. Rồi ai lấy cái này chốt cho em mã 359 giúp em nè. Mã 359 nè. 53-54 cân đổ lại mặt đẹp nè. Chị nào lấy cái đầm hồi nãy thì chốt cho em mã 359 giúp em nhé. Rồi tiếp theo mã 356 này. 52 cân đổ lại lọc đẹp. Chị nào lấy cái này chốt cho em mã 356 nha. Mã 356 này. Mã 356 nha các chị yêu ơi. Đầm đen ở trên cho chị xem. Đầm đen ở trên là giá 79k nhé các chị yêu ơi. Chị Hoàng Vi Ngọc ơi, đầm đen ở trên là giá 79k nha. Rồi em chào chị Duyên Nguyễn nha. Rồi tiếp
Hàng xưa hả chị? Dạ đúng rồi, hàng xưa nha chị Trần Thúy ơi. Rồi mã 354, 52 cân đổi lại là mặt đẹp nha. 354. Chốt cho em mã 354, 52 cân đổi lại là mặt đẹp luôn nè. 19 cân nha các chị ơi, nhanh tay chốt cho em nhé. 354 ạ. Mã 349, 52 cân mặt vừa nha. Mã 349. Rồi chị nào lấy cái mẫu này chốt cho em mã 349 giúp em nhá. Em mở nịt ra cho chị xem đầm đen. Không biết cả rồi. Mở nịt ra. Có thể bán bao nhiêu cân không? Cái đầm Mai Đa Canh đang mặc là có giá là 79 ngàn nha chị yêu ơi. Rồi đó nha. Bao nhiêu cân mặc vừa? Rồi cái đầm đó 53 cân đổi lại là mặt đẹp nha. Ok cảm ơn. 349 này. Rồi, mã 349 nè. 52 cân đổi lại là mặt đẹp, mã 349 giúp em nhé. Chốt cái mã 349 giúp em nha. Rồi mã 350 nè, 52 cân đổ là đẹp luôn nha. Chốt cho em mã 350 nhé, 52 cân. 350, 52 cân. Rồi em chốt 350 cho chị Ngọc Như, Ngọc Như nè. 350 chị Ngọc Như, Ngọc Như nè. Rồi 55 cân đổi lại mặt đẹp nè. Mã 348. Chốt cho em mã 348 nè. 55 cân đổi lại mặt đẹp nè. Chị yêu nào 55 cân thì chốt cho em cái mã này là 348 nha. 348 nha các chị yêu ơi. Dạ, hàng đồng giá 19k nha chị. Em đang like hàng đồng giá 19k nha chị Lành Nguyễn ơi. Hôm nay em sẽ xả giá sốc luôn nha, 19k nha cho các chị yêu nha. Rồi, mã 347 nè, 52 cân nè. Chốt cho em mã 347, 52 cân. Phí ship nhiều vậy chị? Chị Ngọc Như ở đâu nha? Hình như chị có lấy hàng bên em một lần rồi nha. Thì chị nhận hàng rồi chị biết rồi đó. Rồi, lấy cái này chốt cho em mã 347 giúp em nè. Mã 347, 52 cân đổi lại là mặt đẹp nha. Các chị mua hàng hôm nay thì đơn có size to không em? Chị bao nhiêu cân chị Mỹ Diệu ơi? Các chị hôm nay mua hàng chốt cho em đơn hàng 100 ngàn thì em mới cho đi nha. Tại vì hôm nay toàn là hàng xả lỗ vốn nên các chị chọn đơn chốt em 100 ngàn thì em mới cho đơn đi được nha các chị yêu ơi. Ship bên chị chịu à? Dạ đúng rồi chị ơi, ship bên chị chịu nha. Rồi 347 em chốt cho chị Ngọc Giang xin nha, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Tới đây, tới đây. 357 cái gì? Ngọc Giang Trình. Rồi một cái tiếp theo nè. 358. Mã 358 nha. 52 cân. Thấy nó to vậy mà. Rồi em thấy chị Mộc Nhi nha.
Rồi mã 358 này, 53 cân đổi lại là mặt đẹp nha. 53 cân đổi lại mặt đẹp, chốt cho em mã 358 giúp em nhé. Mã 358 giúp em nè. Rồi mã 3. Em ở Gia Lai nha chị yêu ơi. Em ở Gia Lai nha. Cái này size nhỏ nè. Mã 333, 50 cân đổi lại mặt đẹp. Chị nào lấy cái này chốt cho em mã 333 giúp em nhé. Mã 333 nha. Rồi em chốt mã 333 cho chị No Deep Chill nè. Chờ để cho em lại số điện thoại nha chị yêu ơi. Để em chốt hàng cho chị nha. Rồi 53 con đổi lại mặt đẹp luôn nè. Chị nào lấy cái này chốt cho em mã 321 giúp em nha. Mã 321 giúp em nè. Dạ chị ơi, hàng xí á chị. Rồi, chị nào lấy cái đầm này chốt cho em mã 321 giúp em nhé. Mã 321. Rồi chốt cho em mã 321 này. 321 em chốt chị Ngọc Giang Trinh nè. Chị Ngọc Giang Trinh để lại số điện thoại giúp em nha. Chưa? Đâu chốt cho Ngọc Giang Trinh mà. Chị Ngọc Giang Trinh để lại số điện thoại nha, còn không là em sẽ để lại ở chị An Tây nha. Rồi 53 con đổi lại còn đẹp nè. Em trước mà chị. Dạ chị ơi, An Tây ơi, em tính theo máy chủ nha. Nếu mà chị Ngọc Giang Trinh không để lại số điện thoại thì em sẽ chốt cho chị nha. Tại vì em tính theo máy chủ là Ngọc Giang Trinh trước nha. Rồi em thấy số điện thoại chị Ngọc Giang Trinh nha. Chị An Tây thông cảm giúp em nha. Rồi chị nào là cái này chốt em mã 70 nè. 53 cân đổi lại mặt đẹp nè. 53 cân đổi lại mặt đẹp nha. Chốt cho em mã 70 giúp em nè. Mã 70 nha. Chị Ngọc chị No Deep View để lại cho em số điện thoại nha, còn không là em không chốt cái đầm 33 cho chị đâu nha. Để lại số điện thoại giúp em nha chị yêu ơi. Rồi mã 328. Bao nhiêu cân? 52 cân đổ lại là mặt đẹp nha. Chị nào lấy cái đầm này chốt cho em mã 328 nè. 328 ok em được lên. Rồi ok chị Ngọc Giang Trinh nha. Có 65kg không em? Dạ không có 65kg nha chị yêu ơi. Hình như có cái đầm này cũng to này. Úp cái tấm này lên thôi. Bao nhiêu cân? Không, màu xám xám á. Sao to nè. Dạ đúng rồi, đồng giá 19k hết nha chị Phan Quyên ơi. Đây 6 mấy cân trở lên. Rồi cái này free size nè. Cho chị có một cái này thôi á. Sao á? Ủa chị không thấy hả? Dạ em không thấy chị ơi. Chắc là do bị ẩn comment á. Đây mà 207 nha. Rồi, cái mẫu free size nè, chị nào lấy cái này chốt cho em mã 207 giúp em nè. Mã 207 giúp em nha. Các chị ơi, em có đồng giá, ghim đồng giá 19k ở dưới nha. Rồi, chị nào lấy cái đầm size to này chốt cho em mã 207 nè. Mã 207 giúp em nha. Rồi, chốt cho em cái mã này 328, 52 cân nha. 52 cân đổ lại là mặt đẹp. Chốt cho em mã hàng đặt giặt hấp chưa, có sỉ không? Dạ hàng của em chưa qua giặt hấp nha. Mới giặt thôi chứ không có hấp nha. Đầm em chỉ giặt thôi. Tại vì cái đầm này em bán giá này thì không hấp được nha các chị yêu ơi. Có sỉ nha chị ơi. Nếu mà sỉ thì chị thích thì lựa theo like. Còn không thì chị lấy theo kiện nha chị yêu ơi. Có gì inbox giúp em nha. Rồi mã 207 em chốt cho chị No Deep View nè. Đồ
cỏ sau lưng em. Có không? Dạ đầm đỏ sau lưng em là 56 cân đổ lại là mặc đẹp. Nhưng mà cái đầm đó là 79k nha các chị ơi. Cái đầm đó là 79k nha. Mã 351, 52 cân mặc vừa nha mấy chị. Rồi, mã lớp ở đâu rồi đó? Dạ chị ơi, sao em ở Gia Lai nha chị? Em ở Gia Lai nha các chị yêu ơi. Em ở Gia Lai nha. Rồi. Mã bao nhiêu? Mã 351. 351 nè. Mã 351 là con mã đồng giá nè. Mã đó đây à. Mã 351 giúp em nha, bao nhiêu cân? 52 cân. 52 cân nè. 52 cân đổi lại một đẹp chốt cho em mã 351 giúp em nha. Mã 351 giúp em nè. Thấy chị không? Dạ em thấy chị Nguyễn Gia Phúc nha chị yêu ơi, em thấy chị nha. Mọi người đang xem livestream mà comment bị ẩn á thì các chị tương tác đi, kết vào Facebook của em, kết bạn đi, rồi sẽ để chế độ xem trước thì comment nó sẽ không bị ẩn nha. 342. Rồi, một cái đầm len 52 cân nè. Ba mã 342. Ốc sao cái sao ốc xích luôn chưa? Để cho nó sáng cái đầm, em thấy cái đầm. Chết rồi. Được chưa? Rồi, mã 352 nè. Không. Rồi, mã 352 đúng không? 342. À, ai lấy cái đầm này chốt cho em mã 342 nè, 52 cân đổ lại là mặt đẹp. Chốt cho em mã 342. Thôi chói đúng không? Được chưa? Hôm nay em sẽ xả tất hận tật đồng 19k cho các chị yêu luôn nha. Lấy cái đầm đó thì chốt cho em mã 342 giúp em nha. Các chị đang xem livestream mà bị ẩn comment thì các chị kết bạn với Facebook của Linh Hen nha. Dạ đồng giá 19k hết nha các chị yêu ơi, đồng giá 19k hết nha. Rồi, cái này em cũng xả 19k luôn nè. Rồi, 55 56 cân mặc vừa nè. Cái này size nhỏ nè, 55 56 cân mặc vừa. Chị nào lấy cái này chốt cho em mã 315 nè, mã 315 giúp em nhé, đầm cực đẹp luôn nha. 315 nha. Mã đen là mã nào chị ơi? Vui lòng chốt mã giúp em nhé. Mã theo đọc giúp em với nha. Mã 315 nha, 56 cân đổ lại mặt đẹp. Chị nào lấy cái này chốt cho em mã 315. Cái đen là cái nào đi. Hôm qua đi. Có cái này. Có cái nào 40kg không chị? Dạ đầm 40kg rất là nhiều luôn nha chị yêu ơi. Cái nào mà em đọc ví dụ 50 cân đổ lại là 40kg của mặt vừa luôn á. Tại vì nó có co giãn các chị nhìn chắc nhá. Nếu mà em đọc là có co giãn thì 40kg mặt đẹp nè. Rồi cái này 40kg là mặt đẹp nè chị yêu ơi. 40kg ra mặt đẹp nè. Tại vì của nó là có chất co giãn nha. Rồi mã 330 cho một cái đầm này nè. Đó 50 cân đổ lại của mặt đẹp luôn nha. 40 cân của mặt vừa nè. Rồi chị nào lấy cái này chốt cho em mã bao nhiêu? 330 giúp em nhé. Mã 330 nha. Chị nào lấy cái đầm này chốt cho em mã 330 giúp em nè. Rồi em qua một cái đầm len nè. Một cái đầm len 53, 54 cân đổ lại là mặt đẹp luôn nha.